Xin kính chào tất cả các anh chị và cô chú đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ thực hiện một món chè rất là thanh mát, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Đó là em sẽ nấu chè trái lê với táo đỏ và kỷ tử. Ở đây thì với cái nguyên liệu là trái lê Hàn Quốc, các anh chị có thể sử dụng cái lê Hàn Quốc này để cho nó mọng, nó ngọt và nó thơm, nó đậm vị. Hoặc còn không thì mình sẽ sử dụng cái lê, cái trái nó hơi lê Nam Thí á, nó hơi màu xanh mà nó hơi xôn xôn cũng được, tùy các anh chị thích nhá. Còn mình đừng có lựa cái lê mà ngoài chợ thì cái vị của nó rất là nhạt, nó không được đậm và nó không được thơm, thì cái món chè của mình nó sẽ không được ngon bằng. Em sử dụng một trái lê này, khoảng 10-15 trái táo đỏ. Cái này em sử dụng táo đỏ Hàn Quốc, anh chị có thể sử dụng cái hồng táo hay là táo đỏ Tân Cương đều rất là ngon. Đường phèn thì em sử dụng tùy vào cái khẩu vị của gia đình, các anh chị có thể nêm nếm. Ở đây em sử dụng khoảng 70g, một ít kỷ tử, khoảng 20 hạt kỷ tử. Và hôm nay thì em sẽ cho thêm một ít cây hạt chia để cho cái món chè của mình nó được ngon hơn. Nguyên liệu thì rất là đơn giản, lê, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn là mình có thể có chè rồi. Mình có thêm cái hạt chia này cũng ăn rất là ngon cái món chè. Bây giờ thì bắt đầu thực hiện. Đối với cái táo đỏ và kỷ tử thì chỉ cần rửa sạch. Và bây giờ thì em chỉ cần gọt lê và em thái lát vừa ăn. Và trong khi đó thì em sẽ nhấc lên bếp một nồi nước khoảng 1 lít nhé. Táo thì em sẽ cắt ra nhé. Đây em nấu 1 lít nước, khi nước bắt đầu sôi thì em sẽ cho táo vào trước. Và sau đó thì mình sẽ cho cái đường phèn vào luôn nhé. Và lê vào, mình sẽ cho táo, đường phèn và lê. Sau khi em nấu được chừng khoảng 15 phút với lửa nhỏ, và khi mà cái chè của mình, các anh chị thấy nó ra cái nước này, cái màu nó hơi nâu nâu như thế này, và cái quả lê của mình nó trong lại, mùi rất là thơm rồi, thì bây giờ em sẽ cho cái phần kỷ tử và cái phần hạt chia của mình. Các anh chị có hạt chia thì mình cho hạt chia nhé. Là em có thể tắt bếp được rồi. Mùi rất là thơm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ thưởng thức cái món chè lê, táo đỏ, kỷ tử của mình thôi. Rất là hấp dẫn. Với cái cách này thì các anh chị có thể mình làm cho cả gia đình mình cùng thưởng thức. Món chè này rất là bổ dưỡng luôn. Mình ăn nóng cũng được, mà mình ăn lạnh cũng được. Em thì em thích ăn lạnh, nhưng mà em thấy ăn nóng cũng rất là ngon. Cái món chè này nó rất là mát và dễ ăn.
rất là hấp dẫn luôn. Và đây em đã vừa thực hiện xong cái món chè lê táo đỏ với kỳ tử. Nhìn rất là hấp dẫn mà cách nấu thì rất là đơn giản. Đối với món chè rất là bổ dưỡng mà lại đơn giản như này thì các anh chị hãy thường xuyên nấu để cho cả nhà cùng thưởng thức sau mỗi bữa ăn nhé. Video thực hiện cái món chè lê táo đỏ kỳ tử của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Để nhận được những video mới nhất thì em mời các anh chị đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.